bàn tiệc của chúng ta đã chuẩn bị những hương vị hải sản Vịt, một trong số những nhà hàng sang trọng và đẳng cấp bậc nhất tại Hạ Long này. Và bây giờ thì xin được mời tất cả các thành viên của chúng ta hãy cùng sử dụng tiền. Cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty, đặc biệt rằng là thành tích cao trong thời gian vừa qua chính là tuyến Hà Giang. Và ngay sau đây xin được mời chị Điều sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin được mời chị Điều. Một tràng vỗ tay thật lớn đâu quý vị. Trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay có sự hiện diện của đông đảo tất cả thành viên
từ ban lãnh đạo công ty, điều hành, sale và thành viên đến từ đại gia đình Việt Mountain. Và đông đảo hơn nữa, đó chính là đội ngũ hướng dẫn viên cùng tất cả các thành viên gia đình đang có mặt tại nhà hàng Green. Và cái điều đặc biệt rằng là năm 2022, tới đến thời điểm hiện tại bây giờ thì tất cả thành viên của chúng ta cũng gặt hái được rất nhiều thành công và thu được rất nhiều những kết quả. Và ngày hôm nay đó chính là thời khắc mà chúng ta nhìn lại quá trình mà chúng ta cố cống hiến nỗ lực trong suốt một năm qua. Thay vào đó, ban lãnh đạo công ty cũng xin được gửi lời cảm ơn, những lời tri ân chân thành nhất đến tất cả quý vị đã luôn đồng hành bằng sự phát triển của công ty. Và về tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, giám đốc công ty anh Lương Xuân Hoài ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu kế toán trưởng chị Phạm Thị Hồng. Và xin được trân trọng giới thiệu cùng với đó là cán bộ nhân viên công ty Hồng Công ty ạ. Và dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tất cả các thành viên là người thân cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời đến sự có những cái thành tích rất là xuất sắc và đồng hành cùng với nhau đến tận ngày hôm nay. Có những người thâm niên đến 5 đến 6 năm đã gắn bó với Mountain. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự đóng góp và cống hiến này. Và hy vọng sang năm mới, năm 2023, chúng ta sẽ có những cái thành tựu tốt hơn, xuất sắc hơn và thành công hơn nữa trên cái sự nghiệp gây dựng thương hiệu Việt Mountain. Và cũng mong rằng sang năm tới thì cái địa điểm mà chúng ta tổ chức tất niên ở đây sẽ không phải là Hạ Long nữa, mà là sẽ một lần địa điểm nào đó đi bằng máy bay, có thể là Phú Quốc, Nha Trang, hay là Đà Nẵng, hay là Thái Lan, hay là Lào chẳng hạn. Đấy. Xin được mời. Đúng rồi, chúng ta hãy đứng ngay đằng sau cái chàng trai cùng với chúng tôi. Xin mời cái bà bảo là tóc hồng tóc vàng để bà đứng giữa đi. Bình bình. Và bây giờ anh ta hãy nghiêm túc nở một nụ cười thật tươi thật để tận trùng chú ý thừa. Tim bắn tim nào, tim đâu ạ? Bắn tim nào? Wow. Từ từ, ỉnh trộn xong các bạn. Dê thật to đâu ý. Xem là anh chị chúng ta dê to hay tôi dê to, mình kính hơn quá thì trời ơi. Lại đây. 1, 2, 3, yeah! Rồi tiếp theo, bắt! Em xin đứng từ tất cả thành viên của chúng ta hô vang chữ Việt Mountain. Các chị nhớ chưa? Yeah thật dài và máy quay tiến đến chỗ MC. Thầy hãy hô vang Việt Mountain, đồng ý không ạ? Rồi anh chị ơi, chuẩn bị đây! Tay đâu, giơ tay trước khu vực phía trước. Rồi, 1, 2, 3, yeah! Việt Mountain! Việt Mountain! Rồi, xin được cảm ơn. Lựa chọn một vị trí ngồi lý tưởng nhất để tham gia chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.